Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sáng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2022, tuần thứ 7, tuần 33 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng tôi điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ của ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Giêsu là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Luca thuật lại trong tin mừng hôm nay là một số người thuộc nhóm Sa Đốc đặt hai vấn đề: sự sống lại và sự sống đời sau với Đức Giêsu. Vấn đề người chết sống lại không được nhóm Sa Đốc chấp nhận. Mặc dù họ xuất thân từ giai cấp tư tế, nhưng họ đặt nặng về lý trí, tư tưởng và giá trị phổ biến trong tầng lớp thượng lưu của Jerusalem. Họ chỉ thừa nhận Kinh Thánh Torah là ngũ thư gồm sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số và sách Đệ Nhị Luật. Họ không thừa nhận các sách khác. Họ tách biệt khỏi nhóm Pharisêu vì nhóm này tôn trọng sâu sắc về truyền thống và truyền miệng. Phục sinh hoặc sự sống lại không được nói đến trong bộ ngũ kinh Torah, nhưng sách Tiên Tri Daniel và Khôn Ngoan có đề cập đến khi nói đến việc người chết sống lại. Họ cho rằng đó là ý niệm mơ hồ. Trong thế giới hôm nay, họ cũng gần giống như những người trong giáo hội khoa học Scientist Church, nghiêng về lý trí và khoa học. Mọi sự trên thế giới phải được kiểm chứng bằng khoa học, có lý và rõ ràng. Nếu mơ hồ thì không tin.
Vấn đề thứ hai là sự sống đời sau. Quan điểm của nhóm Sa Đốc là cuộc sống trần thế kéo dài thêm trong thế giới đời sau. Bởi vậy, họ đặt nặng về vấn đề kế thừa trong gia đình. Ngay cả xã hội hiện nay của một số người Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ và Hồi giáo, việc kế thừa vẫn còn rất quan trọng. Vấn đề này thường xuyên được tranh luận giữa người Pha-ri-siêu và Sa-đốc, nhưng không bên nào thuyết phục được bên nào. Bởi vậy, họ mang ra thách thức Đức Giê-xu hầu làm Ngài mất mặt. Lúc này, họ dùng luật Mô-xê đặt ra vấn đề kế thừa của một gia đình, cả bảy anh em lấy một người vợ khi chưa có con mà họ chết. Thì khi sống lại, người đàn bà kia sẽ là vợ của người nào trong bảy anh em đó? Một câu hỏi xem ra học bùa. Tuy nhiên, Đức Giê-xu không phán xét họ đúng sai, mà xác nhận là có sự sống lại của con người từ cõi chết, nhưng không nói rõ trên thực tế sẽ xảy ra như thế nào. Ngài chỉ nhắc nhở là đối với con người, không phải chỉ có những thực tại mà kinh nghiệm con người có thể kiểm chứng được. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Ngài còn xác định là sự sống của con cái Thiên Chúa sau phục sinh là vĩnh cửu. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Như thế, họ không cần phải duy trì nòi giống nữa. Hơn nữa, Đức Giê-xu đã trưng dẫn sách Xuất Hành đoạn 3 câu 6 về việc Thiên Chúa tự mặc khải danh Ngài cho Israel, rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, mà Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người tất cả đều đang sống. Ngài không phải là Thiên Chúa vô cảm, xa cách trong suy tư của con người. Trái lại, Ngài là Thiên Chúa có trái tim nhân hậu và gần gũi với mỗi người. Tại đây, Đức Giê-xu muốn nói là mối quan hệ giao ước với các tổ phụ này là vĩnh cửu và cũng mang tính cá nhân. Có nghĩa là sau khi chết, các tổ phụ vẫn đang sống và một ngày nào đó sẽ được chia sẻ sự sống phục sinh của đấng cứu độ. Như vậy, những ai tin vào Chúa sẽ tiếp tục sống sau khi chết về mặt thể xác và một ngày nào đó sẽ được sống lại. Mục tiêu chính của con người là sống cho Chúa và danh Ngài. Vậy thì, làm sao có thể đạt được điều này nếu các tín hữu chết mãi mãi sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trong trần thế? Nếu Thiên Chúa là Chúa của kẻ đã chết thì cái chết đã không bị chinh phục. Như vậy thì cái chết còn mạnh hơn Chúa sao? Chẳng lẽ sự cứu độ của Đức Giê-xu bị thất bại sao? Nếu không có sự sống đời sau, sự sống hôm nay quả đang đi vào ngõ bế tắc. Bởi sự chết sẽ thống trị tất cả. Rồi đây, kẻ sang người hèn cũng như nhau, bậc đạo đức tốt lành cũng không hơn gì kẻ gian ác mưu mô, người dấn thân phục vụ cũng chẳng khác gì kẻ phá hoại giết hại sinh linh. Tất cả chỉ là hư không hão huyền sao? Tuy nhiên, sau khi Đức Giê-xu phục sinh, chúng ta biết rằng Ngài đã chiến thắng tử thần. Cái chết đã phải gánh chịu cái chết của nó. Thiên Chúa đúng là Chúa của sự sống. Nhìn vào thế giới hôm nay, biết bao nhiêu người sống trên trần gian nhưng không nghĩ đến chuyện tương lai cho sự sống của mình.
Cuộc sống chỉ biết hưởng thụ, tìm khoái lạc, tranh chấp, bóc lột, thù hận. Những người này luôn sống trên mặt đất nhưng không nhìn trời cao, nhìn cuộc sống trong thế gian này là tạm bợ, nhưng là thời gian sống để hưởng thụ. Nhìn kiếp đời chỉ tồn tại trên mặt đất nhưng không nghĩ đến sự sống mai sau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, lời xác nhận của Đức Giêsu hôm nay củng cố niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức được rằng cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ, cát bụi rồi sẽ trở về cát bụi. Cuộc sống trên thiên quốc mai ngày mới là vĩnh cửu. Vì thế, trong cuộc sống hiện nay, xin giúp chúng con luôn hướng lòng về quê trời và chu toàn bổn phận của con cách chính đáng. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.